bị sạt trượt, bây giờ phải đổi mồi khác này. Lần này hai mặt mong là không sạt trượt. Khổ lắm. Nghe có vẻ không? Đúng là một mặt sập trượt rồi, nó sợ. Hai mặt nó bám ngay mặt lồng. Quên không bẻ cành chuối nữa. Ấy, bồi chén. Con này đang căng à? Sập rồi, vẫn còn bám cái này rồi. Sút đẹp. Nếu có dám sút nữa. What the fuck? Đeo, ui, giúp đầy lông, con nào dựng lông đây. Mặt như thế mà lại nhảy ở hông rồi. Mồi này đang cháy nhang xì, căng quá. Mình để cái cành mẹ nó đẹp mới cứ bâu xuống dưới này nhá. Mình cứ điền này.